cũng trong chiều nay, đoàn giám sát của Ban dân vận Thành ủy Đà Nẵng do trưởng Ban dân vận Thành ủy Lê Văn Trung dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban thường vụ của ủy Liên Chiểu về kết quả công tác lãnh đạo của cấp ủy trong vận động dân dân bằng cho mặt bằng tại các dự án trọng điểm của thành phố trên địa bàn quận. Theo báo cáo, tổng số dự án trên địa bàn quận thực hiện theo quyết định số 162 của Ủy ban nhân dân thành phố là 47 dự án, trong đó tổng số hồ sơ giải tỏa là 4.128 hồ sơ. Tổng số hồ sơ đã giải phóng mặt bằng từ đầu năm cho đến nay là 121 trên 2.162 hồ sơ. Tổng số tiền chi trả đền bù là hơn 69,5 tỷ đồng. Đến nay, có hai dự án đã hoàn thành, gồm khu du lịch sinh thái Nam Mô và tuyến kênh thoát nước về cây xanh cách ly khó khăn nhất trong công tác giải phóng mặt bằng của quận hiện nay là tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích của các hộ dân việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ dân từ đất không phải là đất ở quỹ đất trên địa bàn quận hiện nay phân bộ không đều nhiều địa bàn không có quỹ đất bố trí tái định cư trưởng ban dân vận thành ủy Lê Văn Trung đề nghị các đơn vị chức năng trên địa bàn quận Liên Chiểu tiếp tục tăng cường tổ chức các buổi đối thoại với các hộ dân, hạn chế thấp nhất khiếu nại khiếu kiện của các hộ giải tỏa, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng, thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra thực tế hiện trạng từng dự án để có cơ sở xem xét giải quyết các kiến nghị của nhân dân.